is all about. Chấn thương mắt cá khiến Luka Doncic không thi đấu trọn vẹn hiệp 4 trong khuôn khổ game 3 với Clippers. Vắng Doncic, công việc không thể ngăn cản con quái và Kawhi Leonard ghi điểm. Dallas Mavericks buộc phải chấp nhận và thất bại 122-130. Tỷ số của cặp đấu đang là 2-1 nhưng về đội bóng thành phố Los Angeles và có thể cách biệt được nới rộng nếu như Doncic không thể ra sân ở game 4. Ở trận đấu vừa kết thúc mới đây, Milwaukee Bucks đã đè bẹp Orlando Magic với tỷ số 121-107. Ngôi sao sáng nhất bên phía bầy hưu không ai khác ngoài Á thần Hy Lạp Giannis Antetokounmpo. Anh góp 35 điểm, 11 rebounds và 7 kiến tạo sau 31 phút góp mặt. Trận đấu giao hữu giữa Mike Tyson và Roy Jones được lên kế hoạch tổ chức vào ngày 12 tháng 9. Tuy nhiên, phim Mike Tyson đã dời sang tháng 11 nhằm thu hút khán giả để theo dõi. Động thái này khiến Jones cảm thấy vô cùng bức xúc. Cựu tay đấm 51 tuổi này tuyên bố sẵn sàng hủy bỏ trận đấu nếu không được giải quyết thỏa đáng. Tôi đã phải thay đổi rất nhiều kế hoạch để thượng đài với Mike Tyson. Tôi không còn là võ sĩ chuyên nghiệp, tôi còn phải làm rất nhiều việc khác để kiếm tiền. Luật sư của tôi cũng đang làm việc với bên Mike Tyson để tìm ra giải pháp tối ưu nhất. Trong trường hợp không tìm được tiếng nói chung, trận đấu có thể bị hủy bỏ. Nếu có người đến xem nhiều hơn, doanh thu chắc chắn sẽ khác. Cá nhân tôi chẳng thu hút được nhiều phần trăm doanh thu từ trận đấu này. Hiện tại, phía Mike Thép vẫn chưa lên tiếng sau phản ứng từ Jones. Mark Marquez đã trải qua ca phẫu thuật lần thứ 2 vào đầu tháng này để thay tấm Titan bị hỏng. Theo dự đoán ban đầu, tay đua người Tây Ban Nha có thể trở lại Styria GP. Tuy nhiên, đội ngũ y tế xác nhận chấn thương của Mark Marquez rất phức tạp, cần nghỉ ngơi thêm một thời gian trước khi đánh giá lại tình hình. Lãnh đội Alberto Puig cho hay, bản thân ông cũng không thể biết khi nào Marquez có thể trở lại. Nhà đương kim vô địch dự kiến có thể nghỉ thi đấu từ 2 đến 3 tháng, hoặc sớm nhất là vào cuối tháng 9 tại GP San Marino. Với việc rời xa trường đua quá lâu, ngai vàng của Marquez đã trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Kenny Shikori đã không thể tham dự Cincinnati Masters năm nay vì dương tính với Covid-19. Sau khoảng thời gian tự cách ly tại Florida, kết quả xét nghiệm lần thứ 2 của Kenny Shikori vẫn là dương tính. Điều này đồng nghĩa cao, tay vợt khả năng người Nhật Bản sẽ buộc phải rút lui khỏi Mỹ Mở Rộng 2020. Trước Kenny Shikori, các tay vợt tên tuổi như Rafael Nadal, Bianca Andreescu, hai anh em sinh đôi nhà Bryan đã xác nhận không tham dự Grand Slam sân cứng mùa này. Được biết, Mỹ Mở Rộng sẽ được tổ chức tại Flushing Meadows vào cuối tháng này và không có khán giả tham dự. Chung kết Omega League Asia Divide Division là cuộc đối đầu giữa 496 Gaming và Execration. Trong một ngày thi đấu đúng phong độ, các chàng trai của Việt Nam đã giành chiến thắng áp đảo 3-1, qua đó giành chức vô địch cùng với phần thưởng $14,000. Được biết, đây là danh hiệu khu vực đầu tiên trong lịch sử của 496 Gaming kể từ khi được thành lập vào năm 2018. Chức vô địch của 496 là hoàn toàn xứng đáng khi họ giữ thành tích bất bại xuyên suốt giải đấu. Trong đó, hai nhân tố nổi bật là Yashi và Bambi, tuyển thủ Dota 2 đầu tiên của Việt Nam vượt mốc 10.000 MMR. Đã không có phép màu nào cho Sunning Gaming trong trận bán kết LPL hè. Trước đối thủ quá mạnh như Top, Sub, các đồng đội không thể có được nổi một ván thắng danh dự. Dù thất bại, song Sunning vẫn còn cơ hội đến với chung kết thế giới 2020 thông qua vòng chung kết khu vực diễn ra vào ngày 28 tháng 8 và 30 tháng 8. Với Top Esports, thắng lợi thuyết phục 3-0 giúp họ chính thức đến với chung kết thế giới. Chuyển sang khu vực VCS, Genesis Secret suýt chung lần em trai đắng trước Person Esports. Trận chiến kéo dài đến ván năm và phải nhờ đến khoảnh khắc lóe sáng của Celebrity. Với tình huống Quad Crackle ở khu vực Baron, Secret mới vừa lên chiếm lợi thế khi kết thúc trận đấu ở phút 37. Flash khởi đầu hành trình mới về ngay vàng bằng cuộc đối đầu với Box Gaming. Nhà đương kim vô địch game bất ngờ khi các ADC dự bị và để LA đi rừng. Lối chơi hổ báo của LA khiến Flash trả giá đắt bằng thất bại như ván đầu tiên. Tuy vậy, LA đã kịp sửa sai ở những ván đấu còn lại. Đặc biệt là tình huống cướp tà thần Caesar trong ván 3 giúp Flash lội ngược dòng dẫn 2-1. Mà thể hiện áp đảo ván đấu sau đó giúp nhà đương kim vô địch khép lại ngày ra quân với chiến thắng chung cuộc 3-1. Trong đó tân binh Dame có đến 2 lần ẩm MVP. Ở trận khai màn đấu trường danh vọng mùa đông 2020, Á quân Sài Gòn Phantom thủy uy sức mạnh với chiến thắng 3 sao trước Evo